Học hiểu không? Dạ hiểu. Quýnh được không? Chắc không? Dạ được. Rồi anh em đổi da quýnh đúng không? Dạ. Rồi. Học được rồi bắt đầu quýnh không? Rồi nè. Thấy Quỳnh nó cầm không? Học không được là xác định nha. Nè Quỳnh. Lên trước không? Dạy là phải dạy đúng không? Còn dạy mà lúc nào cũng khen là... Cầm bên con. Cầm bên kia rồi, bên kia qua tới rồi. Quýnh chỗ đó biết chừng nào mới xong. Rất là chậm. Dạ. Máy còn vô luôn nè. Cái này là con dày. Con này con phải nghiêng như dày nó mới thấy được cái đường kim của con còn dày không à. Thấy không? Con phải nghiêng như dày. Nè. Cái đường thẳng mà con quýnh chưa thẳng nè. Thấy không? Nè chết cho tao quýnh nè. Lên xuống nè. Xuống trước lấy đường thẳng trước nè. Thấy không? Ở đây thầy lấy cho trước. Cái này là để tỏ thịt nè. Thấy không? Nè kim lúc nào cũng đối diện thầy nè. Đâu phải dày đâu mà lúc nào cũng phải đối diện mình sát lai nè, lên xuống nè, thấy không, thấy chưa, lên xuống nè, lên xuống rồi đầu tán ra xoay tròn tán ra đúng không. Khi con ngưng kim á là con phải lao liền để sao, để con mực nó vô, hiểu không nè. Có chỗ nào gãy, chỗ nào không gãy, lao liền mình mới thấy được cái mực của mình vô như thế nào. Chỗ nào gãy thì mình chỗ đó nè. À, tiếp nè. Thầy nghiêng không à, với đâu thầy đâu đó, phải trực diện vậy mà nó nghiêng rồi. Nó nghiêng một xíu. Thấy không? À. Lên xuống nè, lên xuống là tô đen. Xoay tròn là tán ra. Đúng chưa? Đúng chưa? Chờ tán ra. Chỉnh kim càng non quýnh càng sát thương nhiều nha, tại vì mình cứ lo mình kích cho nó lên biết đó, thấy không, cho nên mình chỉnh kim vừa đủ đó ra, mình quýnh thì quýnh hỏng tay để quản lý được kim, thấy chưa. Mình đi học mình mang cái khung tới để tả luôn ha. Học nghề được cái bích lưng sướng nè con ha, đúng không? Đúng không? Đau quá hả? Học nghề đi rồi đau gì? Thấy chưa? Cái này nè, con thấy nè, không lao nè, thấy cái điều không? Nè, những chỗ gãy nè, à, thấy không? À, lên xuống nè, lên xuống hai lần là xoay tròn liền, để cho nó tán ra, hết gãy nè ha, à, lên xuống nè, xoay tròn liền, hết gãy liền, thấy chưa? Cộng lên con, cộng ra. Nè, gãy nè, gãy thấy gớm không? Thấy không? Nè, gãy nè. Mà không đều nữa nè. Anh quýnh không xui thầy phải chỉnh nè không? Đó. Ở đầu lên xuống nè. Rồi xoay tròn nè. Gãy nó tới gãy mà không chịu học nữa. Nè. Nó phải cong lên chứ không thẳng ngang qua, tròn lên nó thầy dạy mà, nó phải bo tròn, tất cả đều phải bo tròn hết. Cái gì vậy nè, không phải nó hơi cảnh nè, sao bo tròn rồi không được chưa, nè xuống nè cho nó đẹp, thấy không, nhẹ nhàng thôi nè, xoay nè. Thấy chưa? Lên xuống nè. Lên nè. Xuống. Đầu xoay. Thấp nãy giang hồ mà nhát có thể né không? Mẹ đi học nghề thấp thì đâu rồi. Nghề cũng lo học, mình lo lấy cái hình. Không có tán cho nó đều là hết, tán cho đều nè, đúng nè, uống từ ngàn mấy rồi sao vậy.
Nó đỏ thật mà. Xe nó phải đều mà. Đó, đó thấy xe đều không mờ nè. Ở đây mình tán lên xuống nè. Các vai lên xuống nè. Ở xay nè, tán nè. Để tròn nè, tán nó ra. Được chưa? Từ từ nhiều lần lên, sắp lớp nhiều lần lên, chứ phải một lần là nó theo ý mình đâu. Qua cái lao, cái cơ mực nó vô như thế nào, đúng không? Thấy chưa? Rồi mình hỏng tay son tay là sao? Thì lý do thầy kêu tập bút chì là chỗ đó đó. Cái bút chì để mình quản lý được cái kim của mình lên xuống thẩm là hỏng. Hỏng tay ra cái sâu kim này, đúng không? Lúc mà tập bút chì là mình hỏng tay à. Lúc mờ là hỏng tay lên. Thấy chưa? Không muốn cắt độ mực, nhưng mà mình hỏng tay lên nó sẽ mờ. Nó tán từ 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 nhiều lần mới mới lên được, đúng của nó. Chúng ta tán một cái một là lên theo ý mình đâu. Thấy chưa? Quýnh kiểu gì vậy? Học không hiểu hả? Hiểu khe chưa? Hiểu cách cắm khe chưa? Hả? Ai ai dạy kiểu cắm khe vậy? Hả? Chọn thì quýnh nhiều lần rồi thấy không? Đâu phải quýnh một cái là lên liền đâu, thấy chưa? Tán mới tán nha, từ 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 từ. Thấy chưa? Thấy chưa? Tán từ từ từ. Ra đúng ngoài biết mờ thì mình hỏng tay lên. Máy của ai đây? Dạ máy của Nghĩa. Thấy chưa? Khi mà mình quen hết rồi đó, bắt đầu mình mới tán ngược lại cũng được nữa nè. Tán ngược cái này, tán này, tán ngược lên nè. Thấy không? Mạnh nữa không? Có nhiều cách tán để mình tán thì sao cho nó ra nó đều, cái tay mịn, cái tay hình, cái mật cái gì nó mịn mà không bị sát thương, đúng không? Dạ. Căng trước cái đường lại này nè, này lấy kim không mật cái gì tán một cái nó đều, cái này nó đã rõ đồng nó tán xoay tròn khóa mà không gãy lùm lùm la mà ngồi chưa quýnh xong cái phần khóa là nhảy qua chỗ khác là sao? Tán nhiều lần nữa không? Nếu phải một lần nữa lên được rồi không? Nhiều lần, nhưng mà mình lao liền. Mình lao để mình coi cái mực của mình vô như thế nào. Không chỉ lao, không chỉ coi. Được chưa? Đây nè, ổng nè, cái mà ổng tay nè, cái đỏ thật nè. Thấy không? Cái mà ổng tay chứ nè. Mình cái kè ra đều. Được chưa? Được chưa? Mình canh là cho đều. Cái nó đẹp hay không là do mình canh với mình quýnh méo mó, mình lùm la con ngừa con xăm méo mó không chịu không? Để con xăm cho khách làm sao ai chịu. Được chưa? Đúng không? Mình có canh từ từ nè. Ở đây cũng đỏ nè, đúng không? Chỗ đầu xay nè. Cái tán nó đậm lọt rồi, lấy một số 3 quýnh xuống mà tán nè. Hai tròn nè. Tròn cho nó ngồi đều mà, thấy chưa? Thấy đoạn đều mà mờ không? Đây một số 3 nè. Thấy chưa? Đây mờ nè, thấy chưa? Một số 3 mờ không? Đó. Rồi giờ tán một số 1 vô. Ở trên xuống. Đậm nè. Thấy chưa? Lên xuống nặng rồi. Tán một số 1. Đây mình tán một số 3 hết phần chó đều rồi. Ở trên bắt đầu tán một số 1 lên xuống là chó đen nè. Thấy chưa? Đen góc nè, thấy chưa? Đen rồi bắt đầu từ đó bắt đầu mình xây ra. Xây tròn ra giống như tán một số 3 vậy. Đó. Rồi. Con Ngọc về ra mở cửa nó vô con. Đây. Cái con thật vô mở cửa nó vợ vô. Rồi tán một số 1 xuống nè. Tán nó xuôi mình xoay tròn nè, mới từ đậm lên lọt nè, thấy chưa? Cứ ngưng là phải lao qua liền để mình coi cái mật của mình vô có bị gãy phần nào. Chỗ nào gãy thì mình xoay chỗ đó. Chỗ nào gãy lên xuống 2 lần bắt đầu xoay. Này, chỗ này gãy là lên xuống 2 lần bắt đầu xoay liền. Thấy không? Nè, gãy là lên xuống nè. Lên xuống nè.
thấy chưa? Lên xuống như vậy là tô nè, tô đen nè, sắc lai lên xuống nè, thấy chưa? Còn ga nè, sắc lai lên xuống tô đen nè, thấy chưa? Sắc lai lên xuống tô đen nè, thấy chưa? Bắt đầu nè, sắc lai lên xuống tô đen nè, chỗ nào gãy là lên xuống rồi bắt đầu xoay tròn nè, này chỗ gãy là thấy không? Nấm trắng nè. À, lên xuống là xây liền, thấy không? Lên xuống là xây liền, nó à, tán ra này không? Tán cái mình thấy không? À, lên xuống xây liền, thấy chưa? Thấy nó xây chưa? Thấy mình không? Hiểu không? Học hiểu không? Hiểu. Tôi chỉ tới chỗ đó mà làm cũng được ăn đòn đó nha, nha. Dạ. Nó to coi. Dạ. Dạ. Ừ. Chỉ tới chỗ này mà làm cũng được là coi như ăn đòn đó. Xay rộng luôn nè, mình có thể khi mình xay á mình có thể tán vô cho nó qua này luôn cũng không sao hết, tại vì mình biết này vô màu nè, thấy không? Khi mình xay nè nó chỉ đỏ thôi nè, lâu đen đâu sọt, thấy không? À, lên xuống chỗ gãy nè, lên xuống chỗ gãy một hai lần bắt đầu xay liền, giờ nó luôn để cho nó mịn đều nè, chứ không phải là canh tới đó rồi gần. Rồi, có một số 2, tán ra. Được chưa? 1, 2, 3 nè, thấy chưa? Từ 1, 2, 3 rồi đặt lên làm, thấy chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Hiểu đúng không? Dạ. Làm được không? Dạ được. Ghê hiểu không? Quen Việt Kiều rồi, rồi nó cho mẹ nó ăn đòn nè. Học cho đã, mai mốt vừa bỏ làm được, nó biết cái tay như Michael. Dạ. Đâu đâu vừa bỏ nè. Ừ, cũng như bỏ nhưng ở đây mình làm cũng được nữa mà còn lâu nữa. Dễ bị ăn đòn nữa. Tôi bỏ đâu thể nào bay qua quánh liền được đúng không? Không, tôi quánh bên online mà. Tôi tưởng rồi mà tán phốt. Hiểu chưa? Hiểu. Nào có canh mà, mình thấy mình mà. Không hiểu rồi, quánh giết cũng không rồi. Con không có canh mà. Nè, giờ nó canh là cho chỉnh là cho thẳng nè. Nè, con canh mấy luôn nè. Nó canh lại cho thẳng là. Hiểu chưa? Nếu một cái là ấu này cũng đòn được nè, cái gì ở đây ngồi trước cho người ta quýnh học cũng lên học rồi mà to lấy hình chắc thì muốn quýnh đúng không? Dạ dạ đúng rồi, quýnh trước nữa nè, mẹ đây. Dạ mẹ hát cái gì mà mẹ. Dạ cái chậm là hiểu bài rồi, làm từ 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 nó mới lên đẹp, đúng không? Chưa có sợ ông đòn nó lấy gối nó chè của mình. Đây tôi đang nè, ho lên nè, tôi đang cái phần này trước nè, kéo đường này xuống, kéo vô trong đây, bắt đầu tôi đang phần này, còn không chuyển một số 3 hết, là bên đây đang được số 21, chuyển xuống đây một số 2, mới dạy cái này, đúng không? Đánh một số 3 trước thử. Sau đó con quýnh một trò, quýnh ổng tay nó cũng ra được số 3. Hiểu không? Hiểu rồi. Hả? Xác định hiểu không? Nước hiểu này. Ừ. Nước mực hả?